Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em quay cho các bác một con Twitter MTB. Con này là sườn carbon. Con này thì đọc là Predator. Đó. Một con tên là đọc hoàn toàn mới ở cái hãng của bên em luôn. Thì cũng là lần đầu tiên bên em nhập cái con Predator này. Đấy. Đọc tiếng Anh nó hơi méo mồm tí các bác ạ, đọc rất là khó. Hãng nó cứ ra toàn cái loại tên nó rất là khó đọc. Mình thì là dốt tiếng Anh rồi. Đấy các bác nhìn này, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp luôn. Con này thì trong tầm giá của nó thì ok, em đánh giá là được. Đấy. Sườn carbon nha các bác nhá. Sườn của nó là carbon này. Cuộc hơi này, bánh 27.5. Phanh dầu Techo. Đấy các bác nhìn chưa? Phanh dầu Techo này. Group của nó, của cái đặc trưng của cái dòng Twitter này thì nó vẫn dùng Zetropec từ ngày xưa đến giờ rồi, rất là đặc trưng luôn. Cái đặc điểm hay nhất của nó mà em rất là ưng, ngoài việc là nó là phuộc hơi ra, đây là phuộc hơi các bác này, ngoài việc của nó là phuộc hơi ra và sườn của nó là carbon ra thì em rất là ưng. Một cái tiếp theo là các bác nhìn này, đó, có nhìn quả hắc của nó chưa, rất là to, to kinh khủng luôn, và nó được bọc carbon này. Đấy, các cái đèn hơi bụi các bác nhá. Đây là carbon này, các bác nhìn chưa, Zetropec carbon luôn. Đấy, quả líp Zetropec này. Rất là ok. Đấy, nhìn rất là hầm hố. Đây các bác nhìn này. Cái quả cối nó nhìn nó, em quay từ xa các bác xem nhá. Các nhìn quả cối của nó chưa? Quả hấp này. Đấy, nhìn nó rất là khủng bố. Nhìn rất là đẹp. Con này thì cân nặng của em cân lên là được 12 cân 1. 12 cân 1 đối với dòng MTB là khá là nhẹ rồi các bác. Còn muốn nhẹ thêm nữa thì các bác sẽ mất rất là nhiều tiền. MTB mà cứ càng muốn nhẹ càng mất nhiều tiền. Đấy. Rất là ngon. Tay bấm xả. Con này thì bộ đồ đĩa của nó dùng này, bộ đồ đĩa của nó là Browell trục rỗng. Đấy, Browell trục rỗng. Đây coi nhìn chữ Browell này. Đó. Thì em xem của nó. Đây các bác thì cái đĩa của nó đây. Thì con này đĩa của nó thì là nhỏ nhất là 28T và lớn nhất là 38T. Thì em thấy rằng là đạp là khá ok. Khi mà các bác đi đường dốc thì các bác đi 28T là thao lè leo rồi. Còn khi mà đi đường trường các bác muốn đạp vào trong phố viếc đi 38T là quá ok rồi. Đấy, thường thì anh em lên cũng chỉ lên tầm đấy thôi. Đây này, trục rỗng của nó đây. Bộ đồ đĩa trục rỗng Browell. Khá là ok luôn. Cái BB của nó là BB ép nha các bác nhá. Tại vì đây là sườn carbon nên nó sẽ dùng ép chứ nó không dùng BB vặn. Tiếp theo là các bác sẽ nhìn quả xích của nó. Xích của nó màu đen. Màu đen xì luôn đấy các bác. Chứ nó không phải màu... Màu như cái đĩa cái đầu màu bạc màu ghi như cái đĩa bình thường, cái xích nó sẽ không màu như này. Đấy, con này nó chơi quả xích màu đen xì rất là hay luôn. Đó. Cái xích này là xích SUMC. Đấy, xích là khá là ok rồi. Cái xích SUMC này là được. Đây là quả líp của nó này các bác này. Đặc điểm nhất của con này là quả líp. Các bác nhìn một chùm líp của nó chưa? Đúng một chùm líp luôn. Đấy, thì các bác nhìn con này các bác đoán của nó là bao nhiêu líp? Con này nó là 13 líp các bác nhá, 13 líp. Khi mà bác đi con xe cao tiền lên một chút thì nó sẽ có 10 líp. Đắt hơn một tí thì nó sẽ là 12 líp. Nhưng con này nó lại lòi ra thêm một líp nữa là 13 líp luôn. Nên là nó sẽ có một cái chùm líp này. Đấy, và cái líp cao nhất của nó, to nhất của nó sẽ để màu đen. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là ok. Tiếp theo là cái báng đề của nó. Báng đề của nó thì là carbon này các bác này. Đấy, cũng là sẽ carbon. Củ đề sau dùng rất chụp bích. Và các cái bánh xe này của nó thì nó là 7 màu loại titan. Đấy, rực cực ngon luôn. Lốp của nó thì lốp Maxxis các bác nhá. Lốp Maxxis này. Lốp Maxxis. Đấy, lốp Maxxis. Đấy, rất là ngon luôn. Một con xe này thì cực nét. Em thì em thích cái dáng này lắm. Hôm qua em về em cho thợ lắp lên cái dáng xe này lên. Em nhìn cực ưng luôn. Cực là ưng luôn cái dáng này. Đấy, các bác nhìn này. Cực ưng luôn. Con này nó pha hai màu, dàn năm gần đây được hai màu nó rất là hot rồi, pha hai màu. Màu trên của nó là màu xám, cả dưới là màu đen. Các bác nhìn này. Đấy, trên là màu xám, dưới là màu đen. Đấy. Twitter carbon. Thì con này bên em đang bán là 15.500.000 nha các bác nhá. 15.500.000. Tặng kèm chân chống giá nước bình nước. Đấy. Khá là ok luôn. Các bác thao hồ bác thể dục thể thao